Ngày hôm nay thì chúng tôi có dịp đi cùng với lại luật sư Hoàng Duy Hùng từ Houston, Texas cũng như là anh Trường tới nhà ông Nguyễn Minh Chiết, thăm lại ông Nguyễn Minh Chiết đã trước đây vài năm cũng đã từng có dịp thăm ông. Và nhân đây thì hai vị đã từng gặp nhau, gặp lại, họ sẽ có một cái câu chuyện thân mật với nhau. Hy vọng là chúng tôi cũng sẽ có một vài câu hỏi với các vị ở đây. Kính thưa tất cả quý vị theo dõi chương trình của phố Busa TV, Văn hóa Việt Nam TV và Thăng Long TV. Hôm nay tôi đến đây với tư cách cá nhân, cho nên là những cái gì mà tôi tâm sự với mở ngoặc và đóng ngoặc là ông cựu chủ tịch Nguyễn Minh Chiết á, thì tôi không có dùng cái chữ cựu chủ tịch nữa, tôi sẽ gọi là anh Sáu Phong. Vì trước đây tôi có gọi bằng anh, mặc dù bây giờ là anh Sáu Phong có tóc hơi nhiều bạc chút xíu, nhưng mà đã là cái tâm tình của anh em trước đây, giữ lại cái tâm tình đó, cho nên tôi sẽ gọi là anh Sáu Phong. Cho nên nếu quý vị có xem tôi có nói, có thưa với ông Sáu Phong á, là anh Sáu Phong, quý vị hiểu đây là cái sự tình cảm, mà cái sự tình cảm đó là một cái sự trân trọng chứ không phải là một cái sự coi thường. Cho nên nếu quý vị nghĩ rằng đó là cái sự coi thường thì xin quý phép quý vị. Và đặc biệt là khi anh Sáu Phong mới gọi tôi bằng em á, từ đó cũng là một cái sự người anh hướng dẫn người em. Cho nên hôm nay tôi đến là trong cái dịp đầu năm để thăm và chúc Tết anh Sáu Phong với cái tư cách là người em thôi. Thân Sáu Phong, em hôm nọ đó, cái kỳ trước em tới anh đó, rồi cái clip đó, nó là một cái tình cờ thôi, không có một cái sự chuẩn bị gì hết. Mà anh thương em, anh hướng dẫn, rồi nâng, giống như là một cái tình cảm của người anh giao cho người em. Rồi ở trong nước này xem họ rất là xúc động, nhưng mà ở ngoài nước họ xem họ cũng chấn động hơn nữa. Sao có một cái ông chủ tịch nước mà thương gì cái con cháu của Việt Nam Cộng Hòa mà thương một cách gọi là trân trọng, rồi cầm luôn cả cái dù ra rồi nói chuyện rất là thân mật. Cho nên em ngày hôm nay em đến là thứ nhất là em cảm ơn anh cái lòng thương đó anh dành cho em. Nhưng mà nó cũng nói lên cái lòng thương của anh dành cho những cái thế hệ của dân tộc Việt Nam, không phân biệt cái chiến tướng này hay chiến tướng kia. Đó là cái điều mà em nhìn thấy. Và em cũng nhân cái cơ hội này để chúc Tết anh, chúc Tết gia đình anh, chúc Tết sức khỏe của anh. Anh năm nay tới tuổi cũng đã gần 80 rồi. Mà nghe nói vừa rồi anh còn phải đi gọi là điều chỉnh cái sức khỏe của anh một chút xíu về cái cuộc sống. Nên và anh khỏe lại. Thế bây giờ em đến anh thì xin anh cho biết cái cảm giác của anh như thế nào, mà tại sao anh lại thương những cái người em xa xứ như vậy thưa anh? Dạ. Tôi yêu quý, thương mến đồng bào của mình ở ngoài nước cũng như ở trong nước. Riêng đồng bào ở ngoài nước á, vì cái điều kiện xa quê hương, ít có dịp gặp gỡ, cho nên mỗi lần ra nước ngoài được gặp bà con á, thì mình hết sức xúc động, hết sức yêu mến. Thật ra chúng ta cùng một màu da, cùng một tổ tiên ông bà, cho nên á, chúng ta luôn luôn nó có những cái tình cảm gắn bó máu thịt nữa. Các vị lãnh đạo Việt Nam cũng như chúng tôi đều nói rằng đồng bào ở nước ngoài là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Cho nên cái tình cảm đó, cái gốc rễ đó không thể nào mà xa lánh được. Nhưng do hoàn cảnh chiến tranh trước đây nó cũng có những cái nghịch cảnh thì mình chấp nhận, nhưng mà bây giờ qua đi thì làm sao cái mạch máu của mình, cái tình cảm đó mình phải nối liền lại. Hôm đó tôi có nói với bà con rằng đối với Mỹ á, là kẻ thù mà. Mà bây giờ mình còn gác lại quá khứ, hướng đến tương lai, mình còn trân trọng được, thì huống chi đồng bào Việt Nam của mình máu đỏ da vàng, cùng con rồng cháu tiên á, thì gác bỏ mọi thứ đi. Anh em trong nhà có khi cũng còn có những đụng chạm xích mích. Thì những cái quá khứ đó mình cho nó về dĩ vãng, để cùng như khi nào xây dựng cái mẹ Việt Nam ngày mặt một hùng cường, để sánh vai cùng với bạn bè Nam Châu. Đó là ước nguyện của cả dân tộc ta, đồng bào ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Thứ sáu là năm nay là kỷ niệm 45 năm thống nhất đất nước. Thống nhất đất nước, chúng ta đã thống nhất trên phương diện về lãnh thổ, trên phương diện lịch sử, trên phương diện về kinh tế, bây giờ cũng đang phát triển rất là nhiều mặt. Nhưng mà cũng có một ít bộ phận cũng chưa thống nhất được nhân tâm. Mà anh Sáu thì đã trình bày là người dân Việt Nam là
các anh á, là những người đã từng lãnh đạo và bây giờ cũng đang có những cái uy cái ảnh hưởng của mình, và mong muốn là người Việt Nam là máu đỏ da vàng là cùng chung nhau xây dựng mẹ Việt Nam. Thì em có nghĩ rằng là cho năm nay 45 năm em cũng mong ước có một cái sự hòa hợp dân tộc, không phân biệt chiến tuyến, không phân biệt là xuất xứ như thế nào, để cùng chung tay góp sức xây dựng mẹ Việt Nam. Xin anh cho em biết cái ý kiến đó, cái suy tư đó của em và của nhiều anh em trẻ khác, nó có đúng hay không? Và nếu nó đúng thì làm như thế nào, và nó không đúng thì làm như thế nào, thưa anh Sáu? Cái đó thì quá đúng. Dạ. Quá đúng. Và chúng ta nên làm nhiều việc. Yeah. Nói thật bây giờ mình cũng không có nghĩ ra được coi làm cái gì. Yeah. Nhưng mà nếu mà ai có sáng kiến, ai có đặt ra những vấn đề gì mà mình thấy hợp lý thì mình cùng nhau mình làm. Yeah. Đặc biệt là hàng năm rồi Tết quê hương. Yeah. Thì Bộ Ngoại giao, các ngành thường mời bà con Việt Kiều của mình về. Yeah. Để ăn Tết. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó nó chuyện nó cũng hạn chế. Yeah. Bây giờ về thường xuyên hơn. Yeah. Về thường xuyên hơn, rồi về cùng với trong nước để mình góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, nghệ thuật. Yeah. Nhiều việc lắm chứ không chỉ kinh tế không đâu. Bây giờ tôi thấy đồng bào của mình với những nghệ sĩ cũng về đây là cũng kịch nói, rồi cũng ca nhạc, rồi cũng nhiều việc tham gia. Yeah. Cho nên tôi nghĩ rằng có nhiều lĩnh vực mà có thể thu hút người Việt của mình ở nước ngoài về đây để mà cùng xây dựng, góp sức với quê hương. Dạ. Có những việc đó phải nói thật rằng trong nước mình cũng có những chủ trương chính sách cũng chưa đầy đủ. Dạ. Thì nếu anh em thấy cái gì mà cần phải cải thiện. Dạ. Cần phải có những cái nâng cao hơn đó thì anh em cũng góp tiếng nói. Yeah. Chứ trong nhà có khi cũng chưa lường hết. Yeah. Nguyện vọng của bà con mình ở ngoài đó là cần cái gì. Yeah. Gặp khó cái gì hay băn khoăn cái gì thì anh em nên trao đổi để cùng với nhau hiểu rồi tháo gỡ. Cho nên tôi nghĩ không có rào cản gì hết. Yeah. Vì từ trái tim đến trái tim đó. Yeah. Nó không có rào cản gì ngăn được đâu. Yeah, tức là theo mấy cái chương trình mà bảo là uống tim á, là tức là hai bên là mình cùng một cái trái tim với nhau thôi. Rồi, sao? Rồi, vâng. Rồi. Bây giờ như vậy là thân trái tim, dạ, và trái tim. Dạ vâng đó. Bây giờ như vậy anh Vũ Văn Lân phố Busan có thắc mắc gì với anh Sóc Phong không? Hay có ý kiến gì cũng không? Có một số câu muốn hỏi ông Nguyễn Minh Triết, lần trước của đã gặp mà chưa có dịp. Một trong những câu hỏi muốn hỏi rằng là trong cái thời gian ông làm lãnh đạo, ông làm chủ tịch nước thì những cái gì mà ông nghĩ rằng là khó khăn nhất trong cái công việc của một ông chủ tịch nước Việt Nam thời bấy giờ? Tôi nói là khó khăn thì nhiều thứ. Nhưng mà theo tôi đó là cái mà mình cần phải ấy hết là cái nội tại của mình. Mỗi người của mình á đều trong công việc cũng đều có những thuận lợi cũng những có khó khăn, nhưng mà tôi luôn đặt cái đó là mình trước cái đã. Yeah. Ông bà mình nói tiên trách kỷ hậu mới trách dân. Yeah. Cho nên tôi đặt ra cho mình và đặt ra cán bộ mà trực thuộc tôi đó, cái gì mình phải suy nghĩ về phần mình cải tiến làm sao, mình rút kinh nghiệm cái gì để cho công việc một của mình ngày một tốt hơn. Do vậy đối với đất nước thì khó vô vàn, có những cái khó từ khách quan từ bên ngoài, nhưng mà có những cái khó chủ quan từ bên trong, thì tôi thiên về cái những cái khó từ bên trong của mình phải tháo gỡ. Cháu có một câu hỏi cho quý vị khán giả của cháu là những lần mà chú Sáu Phong mà đi Mỹ, đặc biệt là cái lần đầu tiên đến Mỹ năm 2007 đó, thì chú có gặp ông Nguyễn Cao Kỳ, phó tổng thống. Thì cái cuộc gặp gỡ đó, tiếp xúc với lại ông Nguyễn Cao Kỳ cũng như cái tâm tư suy nghĩ của ông, rồi sau đó là chú có cái dịp gặp một số những người dân của người Quận Cam ở thời điểm đó. Cho tới thời điểm này, sau khi chú nhìn lại cái lịch sử đi qua, chú thấy có cái sự chuyển biến gì không? Và nhất là gần đây anh Hoàng Duy Hùng anh lại về cũng lại mang một cái thông điệp cũng không khác gì ông Kỳ. Thì chú có cái đánh giá gì, cái so sánh gì trong cái thời điểm mười mấy, 12 năm qua như thế nào ạ? Tôi thấy mười mấy năm qua có những cái bước tiến cũng khá nhanh á. Yeah. Nhưng mà tôi còn mong muốn nó nhanh hơn nữa. Yeah. Nhưng mà tiến như vậy là tốt. Cái cuộc gặp bà con ở quận Cam đó để lại một cái dấu ấn rất là
rất là tốt đẹp, rất là tích cực cho cả bà con ở bên đó và cho cả chúng tôi ở bên này. Và từ đó đó là cái xu hướng tôi thấy ngày càng tốt hơn. Xu hướng ngày càng tốt hơn. Đặc biệt là với ông Nguyễn Cao Kỳ. Thì hôm đó tôi phát biểu xong ông có khen tôi. Ông nói hôm nay ông phát biểu hay mà tôi là người trước giờ không có phục ai. Hôm nay tôi phục ông. Và ông cũng thể hiện cái tình cảm. Sau này ông về Việt Nam nhiều lần và ông cũng đóng góp cho Việt Nam cũng nhiều cái việc tích cực. Tôi nhớ có một lần không nhớ rõ năm nào, hình như năm cái Tết năm 2010 hay gì đó. Thì tôi về tôi tiếp xúc với bà con Việt Kiều đông lắm ở hội trường quốc gia đó, mấy ngàn người đó. Thì tôi vô tôi nhìn qua cái hàng ghế đầu tôi không thấy anh Kỳ. Thì tôi có hỏi lớn lên, năm nay Tết không biết anh Nguyễn Cao Kỳ có về không? Thì anh Nguyễn Cao Kỳ đứng ở hàng thứ hai, anh bước ra, anh nói, báo cáo chủ tịch, có. Trời ơi, thật ra tôi và cả hội trường ta cũng xúc động nữa. Một cái tình cảm, nó hồn nhiên, nó rất tự nhiên như vậy. Để thấy rằng giữa trái tim với trái tim nó gần với nhau, nó thân thiết, nó không còn ngăn cách mấy nữa. Thì tôi mong rằng không riêng gì anh Kỳ đâu hay là Hùng đâu ha, mà rất nhiều bà con của mình cũng trên cái tình cảm này ngày càng là chúng ta gần lại với nhau để cùng xây dựng cái mẹ Việt Nam hùng cường. Cái câu hỏi của Trường á, nó nhắc em cái câu chuyện ngày hôm đó là ở tại Dana Point cho thân sau là lúc đó đó anh ngồi trên xe mà đi ngang qua một số người mà anh cũng biết rằng là có những người ủng hộ và có những người chống đối anh. Và anh lại muốn là ra đứng xuống để mà tiếp xúc với tất cả những đồng bào Việt Nam. Nhưng mà rồi bảo vệ nói rằng là vì lý do vấn đề an ninh hay là gì đó rồi cũng mong anh ở lại trong xe. Mà thật ra đó thì trước đó là anh đã tiếp xúc với bà chủ tịch quốc hội là bà Nancy Pelosi. Họ đưa ra những cái vấn đề nhân quyền mà anh đã trả lời rất là thông suốt. Để họ thấy rằng là Việt Nam không phải giống như họ nghĩ. Những cái vấn đề đó là đã giải quyết xong rồi. Tổng thống Bush cũng rất là vui mừng khi có những cái câu trả lời chính xác của anh. Và họ cũng đã nói với anh đó rằng là cái cuộc gặp gỡ đó là một cuộc thành công. Thành công cho nước Việt Nam, thành công cho nước Mỹ và cũng riêng là thành công cho cái sự ngoại giao lãnh đạo của anh. Thế nhưng mà khi mà anh đi xuống dưới Dana Point cho anh lại muốn gọi là đi một cái bước xa hơn nữa, là gặp ngay cả những người không ưa anh, gặp ngay cả những người muốn chống đối anh, nhưng mà chính những người Mỹ lại cản anh, chính những người bảo vệ cho anh. Thì anh có cái cảm giác như thế nào khi mà mình muốn đi xa hơn mà người ta, chính những người mà người Mỹ hay là chính những người bảo vệ lại lo là không muốn cho anh gặp gỡ, thì anh có cái cảm giác như thế nào lúc đó anh Tên? Họ đặt vấn đề với tôi đó, thì tôi trước hết tôi cũng cảm ơn họ. Bởi vì họ cũng lo xa nhưng mà tôi thì tôi nghĩ có phần khác một chút, là tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể hóa giải những cái vướng mắc, chúng ta có thể gần lại với nhau trong cái tình cảm, trong cái niềm tin. Cho nên tôi tự tin lắm. Và tôi đặt vấn đề là cứ đi xuống dưới quận Cam. Cái việc mà tôi muốn dừng xe lại để gặp đồng bào đó, tôi cũng nằm trong cái tình cảm và cái tự tin của mình. Tôi thường trao đổi với nhiều người đó, một số bà con của mình có những cái chống đối đó là do thiếu thông tin hoặc thông tin nó sai lệch gì đó, cho nên có những cái cử chỉ như vậy thôi. Chứ nếu mình thể hiện đúng mức, tình cảm mình đúng mức, cử chỉ mình đúng mức, thì mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng Tổ quốc Việt Nam là một thôi, họ hãy về với mẹ hiền. Nếu mà hôm đó đó là các bạn Mỹ mà đồng ý dừng lại đó, thì tôi nghĩ rằng cái cuộc bắt tay gặp gỡ bà con ở ngoài đường như vậy, tôi thấy ý nghĩa còn lớn hơn nữa đó. Đúng vậy, tác động nó còn lớn hơn nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà vì cái công tác bảo vệ đơn thuần thì cái anh bảo vệ này anh không dám quyết. Cho nên tôi đành chịu thôi. Thế thì bây giờ thưa anh, là nếu mà như vậy đó, cái tâm tư của anh là một con người gọi là dấn thân rất là táo bạo cho cái sự hòa hợp dân tộc đó. Thí dụ như bây giờ có một số người thôi, họ cũng còn có những cái tư tưởng bảo thủ đó, họ muốn gặp anh. Đương nhiên là về vấn đề an ninh là chắc ăn rồi, thế là có cách để giữ an ninh. Họ muốn gặp anh để anh ngồi tâm sự với họ như vậy, để trao đổi những cái vấn đề cho họ hiểu hơn. Anh có sẵn sàng gặp họ không? Tôi sẵn sàng. Dạ vâng. Tôi sẵn sàng. Đấy, tôi nói thật á,
gặp những người bạn mà tâm đầu ý hợp là rất là tốt rồi. Yeah. Nhưng mà cái cần thiết hơn là gặp những người khác. Yeah. Để mình trao đổi, để cho họ hiểu lại. Yeah. Cái đó cần hơn đó chứ. Yeah, vâng. Cần yeah. hơn. Cho nên á, tôi sẵn sàng có những cuộc gặp, thậm chí đối thoại nữa đó. Yeah. Họ có thể đặt ra những cái câu hóc búa. Yeah. Hay là họ có thể nêu những vấn đề mà nó nghịch với mình. Yeah. Tôi rất sẵn sàng để mà trao đổi với họ. Như anh là cũng giàu, anh về hưu rồi, nhưng mà ít nhất anh cũng có một số ảnh hưởng với các vị lãnh đạo hiện thời. Thì anh nghĩ rằng là trong các vị lãnh đạo hiện thời đó, có bao nhiêu người có cùng tâm tư giống như anh hay không? Tôi thấy hầu hết á. Hầu hết á? Hầu hết á, tất cả hầu hết. Nhưng mà một cái cách thể hiện á, mỗi người nó khác nhau. Dạ vâng, dạ. Bởi vì cái tánh tình hay là cái cung cách á, nó có thể nó khác nhau. Chứ còn về tư tưởng, về quan điểm của nó giống nhau lắm. Vậy thì nếu mà cái dịp nào đó, thí dụ như vậy đó là em cùng với Lân, với Trường hay là gì đó, vận động một số cái vị mà chống cộng mà chưa hiểu hết á, để cho họ thấy có cái cơ hội đó, thì không biết xin anh Sáu có cho cơ hội để cùng họ gặp anh Sáu. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Mà thậm chí tôi còn muốn dành thời gian để đấu thoại với họ nữa. À, vâng, cái đó. Vâng, đấu thoại với họ nữa. Cái đó là rất là tuyệt vời anh Sáu. Mà nếu mà mình có một cái như vậy đó, một cái sự giao thoa giữa người trong và ngoài, giữa cái trước kia, cái chính kiến cộng sản cũng yêu nước và người quốc gia cũng yêu nước, cũng như họ yêu nước khác nhau, thế bây giờ mình ngồi lại để mình tương tác với nhau, thì cái đó là quá là quá hay. Quá hay. Vậy thì em được anh Sáu cho ý kiến như vậy, em rất là mừng. Chỉ sợ các vị khác họ ngại gặp tôi thôi, chứ tôi sẵn lòng gặp em và thấy, sẵn lòng trao đổi những ý kiến khác nhau. Em thấy rất là rõ ràng là anh Sáu và các vị lãnh đạo đây sẵn lòng hết. Em chỉ ngại là những vị bên kia họ có cái mặc cảm. Sợ họ ngại thôi. Dạ. Nhưng mà nói với họ đừng mặc cảm. Dạ. Họ đừng mặc cảm. Dạ. Ông Triết này không đánh giá cái chuyện đó đâu. Dạ. Bởi vì có thể thiếu thông tin, có thể thông tin bị bưng bít gì đó. Dạ. Nó hạn chế, cho nên về đây cứ nói sự thật với nhau. Dạ vâng. Dạ. Đó là điều mà chúng tôi có cơ hội ngày hôm nay trước mặt anh Sáu Phong, tức là ông cựu chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết, đến với cả một cái tâm tình, một người cha, một người chú, một người anh, vung trồng, hung đúc, hướng dẫn con em để tiến tới một tương lai nước Việt hòa hợp dân tộc. Và ông cựu chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã nhắn gửi với tất cả những ai ở bên hải ngoại, an tâm, như ông cựu chủ tịch đây và các vị lãnh đạo sẵn sàng lúc nào cũng mở rộng lòng ra. Quý vị có dám về bảo đảm an ninh cho quý vị, rồi quý vị đối thoại, quý vị mới thấy là nhà nước này đang mong chờ tất cả mọi con dân Việt Nam cùng chung tay nhau xây dựng một nước Việt Nam thật tươi đẹp. Chúng ta hy vọng với cái chính sách này, thưa anh Sáu, em thấy đất nước mình phát triển mỗi năm bây giờ là hơn 7 mấy%. Với cái tình hình như vậy thì em tin rằng khoảng chừng 5 cho đến 10 năm mình là một trong 10 cường quốc. Anh Sáu nghĩ sao? Tôi nghĩ là cái suy nghĩ đó là đúng. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải bình tĩnh, bị gì phát triển kinh tế nó cũng lên xuống xuống. Dạ, vâng. Bên nay 7% chứ sang năm thì có thể ấy, nhưng mà cái tư tưởng mình là cố gắng duy trì cái phát triển nó cao nhất. Dạ. Và đưa cái hàm lượng chất xám ngày càng nhiều. Dạ vâng. Cho nên tôi mong bà con Việt kiều của mình đủ mọi thành phần, đủ mọi cái khả năng. Dạ. Nhưng mà cái chất xám về ngày càng nhiều. Dạ. Để xây dựng đất nước thì nó nhanh hơn. Dạ vâng. Vâng, em cảm ơn anh Sáu rất là nhiều, tuyệt vời hôm nay. Em cho Lân xin hỏi thêm cái trong cái mạch đó đó. Dạ. Thì luật sư Hùng cũng như là ông Nguyễn Minh Chiết vừa mới nói tới cái thành phần là chống đối Việt Nam từ hải ngoại như vậy, và những cái thành phần mà ông Nguyễn Minh Chiết sẵn sàng nói chuyện nếu có cơ hội như vậy đó, thì ngược lại tôi cũng ghi nhận là ở trong nước cũng có những ý kiến, không ít những ý kiến rất là nặng nề đối với lại người bên ngoài, đặc biệt là đối với những thành phần chống đối ở Việt Nam. Thì cái gì nó cũng có hai chiều để có thể giải quyết, thì ông nghĩ là phần bên ngoài như vậy, phần bên trong thì phải giải quyết như thế nào? Đúng. Nói chung đó là chúng ta cũng phải làm sao cho những cái này nó quy về một điểm nha. Nếu ở trong nước có những cái gì mặc cảm hay có những cái gì còn khe khắc, còn nặng nề, thì cũng chúng tôi cũng phải góp phần để mà giải tỏa cái này, chứ không phải chỉ nói riêng bà con ngoài đâu. Đúng vậy. Nha. Ở trong nước thì cũng do nhiều cái góc độ khác nhau,
thì cũng có những cái tình cảm có khác nhau. Yeah. Nó thật như vậy thì mình cũng phải làm sao để mà cho nó tốt đẹp lên, cho nó thuận buồm xuôi gió. Yeah. Còn bên ngoài cũng như vậy. Cho nên tôi nói hồi nãy đó là tiên trách kỹ, nghĩa là trước hết mình trách mình. Yeah. Còn ở trong nước chúng tôi cũng tự trách với nhau ở trong nước. Anh em nào mà còn chưa có cởi mở này cũng phải cởi mở chứ. Yeah. Nhé. Tư tưởng chung đây là của đảng, của nhà nước mà đây là tư tưởng chung vậy. Yeah. Nhưng mỗi con người thì thể hiện cái gốc nó khác nhau. Yeah. Do cái hoàn cảnh của họ, do những cái bối cảnh, thí dụ họ gặp những cái sự cố gì trước đây đó. Yeah. họ có nặng nề chút. Yeah. Cái đó chúng ta cũng hiểu được, chúng ta chia sẻ. Hay là bà con ở ngoài đó, do trước đây cũng có những cái sự cố gì đó. Yeah. Để lại những cái dấu ấn nó hơi nặng chút, mình phải chia sẻ cái đó. Yeah. Đó là mình cùng giúp cho nhau vượt qua những cái quá khứ đau thương đó. Đúng. Để hướng về tương lai của Việt Nam. Ừ. Dạ vâng. Đó là chuyện của quá khứ, còn vài cái chuyện ở hiện nay. Không, bây giờ cũng vậy. Dạ. Bây giờ tôi tại vì họ bị làm. Vướng mắc cái chuyện đó. Dạ. Thường hay. Là cái kia đó. Dạ. Rồi nó dẫn đến cái này. Câu chuyện một vài cái tính thời sự muốn hỏi ông Nguyễn Minh Chiết ý kiến của ông. Có lẽ là cái thời điểm ông làm lãnh đạo đó thì Việt Nam còn cái thành phần kinh tế tư nhân nó còn ít hơn bây giờ. Bây giờ thì thành phần kinh tế tư nhân có thể nói là rất là nhiều cái thương hiệu, rất là nhiều cái doanh nghiệp đã trở nên rất là lớn và tạo góp phần vào cái thương hiệu Việt Nam. Tôi muốn nhắc tới thí dụ như là ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng với những cái thương hiệu như là VinFast, vân vân. Ông đánh giá như thế nào về cái thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam vốn là đang phát triển và đang góp phần vào cái thương hiệu Việt Nam, thưa ông? Trước hết là chúng ta hoan nghênh, chúng ta mừng. Tôi mừng á là vì cái chủ trương của đảng nhà nước bây giờ ngày càng rõ hơn, mạnh mẽ hơn. Yeah. Nha. Yeah. Đánh giá cái thành phần kinh tế tư nhân rõ ràng hơn. Yeah. Trước đây do những cái tình hình nó cũng có những cái hạn chế nhất định, phải thừa nhận như vậy. Yeah. Thì bây giờ ngày càng rõ hơn, mà đảng với nhà nước đã tuyên bố rõ ràng vậy. Yeah. Rồi thì toàn dân của mình là ủng hộ. Tất nhiên trong quá trình làm á nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Yeah. Nhưng mà mình phải đấu tranh để mình vượt qua chứ, đấu tranh ngay ở bên trong và cả bên ngoài nữa. Nhưng mà đây là phải nói tín hiệu mừng, cái đường đi như vậy là ngày càng rõ hơn, ngày càng đúng hơn, có khả năng quy tụ nhiều hơn và giúp cho đất nước phát triển nhanh hơn. Không biết anh Sáu có thấy em theo em có cảm giác và ở ngoài người ta cũng đánh giá như vậy là cái tư nhân mà như kiểu như ông Phạm Nhật Vượng đó là đóng góp xây dựng cả một cái như là cải thiện cả cái bộ mặt của đất nước với những rất là nhiều sự xây cất liên tục như vậy đó, thì người nước ngoài họ rất là vững tin rằng là đất nước có một cái cơ chế mà công bằng với những tư nhân. Thì không biết anh Sáu nghĩ sao như thế nào cái điểm đó? Không, tư tưởng mình là vậy đó. Dạ. Tư tưởng, nghị quyết, luật pháp thì là bình đẳng mà. Dạ. Mỗi người bình đẳng trước pháp luật, trước cái quan hệ xã hội hết. Dạ. Nhưng mà trong thực thi thì phải thừa nhận rằng cũng có nơi này nơi khác nó cũng vướng mắc. Thì cái đó tôi nghĩ nó cũng là tất nhiên thôi. Dạ vâng. Rồi không sao đâu, mình cố gắng mình vượt qua. Dạ. Kinh tế tư nhân ngoài các doanh nghiệp trong nước còn có những doanh nghiệp là từ bên ngoài vào nữa. Từ Mỹ về, thí dụ như là ông David Dương mà chắc có lẽ là ông cũng rất là thân quen. Thì ông đánh giá như thế nào về cái sự đóng góp của những cái tư doanh nghiệp tư nhân từ nói từ chung đó là doanh nghiệp tư nhân ở trong nước và kể cả nước ngoài trong thời gian vừa qua có những cái bước phát triển đáng mừng. Riêng ở nước ngoài thì mình càng mừng nữa. Yeah. Là vì bà con mình đưa về đây góp sức để xây dựng quê hương, làm giàu trên mảnh đất của mình. Nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng cái quá trình bà con mình ở ngoài kia về làm cũng có gặp những cái khó khăn nha. Ngay ở trong nước làm cũng gặp khó khăn, nhưng mà ở ngoài về đó gặp khó khăn có khi là bất tiện hơn. Yeah. Đường đi nước bước nó cũng khó hơn. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng phải hết sức bình tĩnh nha, rồi tìm cách để mà giải quyết nó. Yeah. Bởi vì chủ trương của đảng của nhà nước rồi là nhất quán. Nhưng mà cái quá trình thực hiện thì có thể có những cái sai sót ở khâu này khâu khác, nhất là ở dưới địa phương. Yeah. Thì tôi nghĩ là phải bình tĩnh. Yeah. Đừng có hoài nghi. Yeah. Đừng có hoài nghi về những cái chủ trương đó. Yeah, vâng. Yeah. Đây là số 1 rồi đó. Yeah. Cho thêm một câu này mang tính thể thao. Mặc dù là ông đã ngoài 80 nhưng mà tại vì cái tình hình bóng đá Việt Nam hiện giờ thì nó sôi nổi quá,
thì không biết là ông có xem bóng đá Việt Nam hay không trong thời gian gần đây, và ông quá thấy xem thế nào? Quá xem, mà tôi xem cả bóng đá nước ngoài nữa đó. Ông xem những thành tích của đội U22, U23 Việt Nam thì tôi á, tôi rất quan tâm đến bóng đá, bởi vì đó là cái giải trí, cái đó là thể thao. Tôi rất mừng trước cái sự phát triển của bóng đá nước nhà trong vòng chừng 2 năm nay. Phải nó có những cái bước tiến nhảy vọt. Nhưng mà cái gì thì cũng phải bình tĩnh. Bởi vì nó có thể nó tiến bộ hôm nay nhưng ngày mai nó yếu. Thì cái đó cũng là bình thường thôi. Người ta cũng tiến lên, mình cũng tiến lên, có khi nó so le một chút rồi nó lại thay đổi vậy. Cái đó cũng là bình thường thôi. Tôi chúc mừng cái bóng đá nước nhà mà các vị lãnh đạo của Việt Nam cũng đã nói nhiều rồi. Nhưng tôi á, thì có hơi bình tĩnh hơn một chút. Khen thì khen, nhưng mà đừng có quá lời. Quá lời, mai mốt rồi nó yếu rồi nói sao. Nhưng cái đó là bình thường. Còn đặc biệt là bóng đá quốc tế tôi cũng xem. Tôi cũng xem, và họ cũng có hiện tượng giống như mình thôi. Có những lúc là lên rất ngon, nhưng mà có khi nó xuống. Thí dụ như dạy bóng đá của anh chẳng hạn nha, Man City, năm rồi thì nó vô địch, nó băng nó vô địch. Chỉ có mình là Liverpool là theo sát thôi, nhưng mà không kìm nó được. Nhưng mà năm nay tự nhiên nó sụt, mà nó sụt xa với Liverpool nữa. Bây giờ nó thua Liverpool mười mấy điểm. Nhưng mà tôi vẫn đánh giá cao Pep Guardiola, đó là một cái huấn luyện viên tài năng. Nhưng mà bóng đá nó cũng có lúc vậy lúc khác chứ. Ông Nguyễn Minh Chiết bình luận bóng đá. Ở đây thì cháu lại muốn hỏi thêm nữa. Theo chú thì tại sao trong vòng 2 năm qua thì bóng đá Việt Nam nó lại lên như vậy? Theo chú cái yếu tố nào nó làm cho bóng đá Việt Nam thành công như thế không? Theo tôi đó, thì tôi nói có thể nó không giống như người khác nói đâu. Nhưng mà tôi có cái nhận thức riêng của tôi. Tôi nói bóng đá Việt Nam trong mấy năm qua đó có bước phát triển. Thì trước hết á, phải nói cái công của cái ông huấn luyện viên. Cái ông huấn luyện viên này, Park Hang-seo, phải nói ông giỏi. Có khi ông ở bên Hàn Quốc, ông chưa đạt được những cái thành tích vậy. Nhưng mà qua đây, nó cũng có cái may mắn. Rồi nó cũng hợp thời tiết, hợp khí hậu gì đó mà ông mát tay, không? Thì cái đó trước hết là cái công ông. Nhưng mà cái thứ hai đó là theo tôi nghĩ đó, thì công ông huấn luyện viên đó, về chuyên môn đó thì một phần, nhưng mà cái công ông làm công tác tư tưởng đó là phần lớn. Tôi đánh giá cao về công tác tư tưởng. Trước đây đó mình chưa đá với Thái Lan là mình đã thua rồi. Cái tư tưởng mình không quyết chiến quyết thắng, mình thấy mình thắng không được. Hay trước đây mình thua một hai bàn đầu á, là mình hơi thiếu ý chí để mình vươn lên. Bây giờ cái tư tưởng này là ổng xóa rồi, nghe không? Ý chí thua một hai bàn ổng có thể gỡ được, nghe không? Vô Thái Lan không có nhận nữa mà mình có thể thắng Thái Lan. Tôi cho rằng cái công tác tư tưởng là quan trọng lắm đó nha, quan trọng lắm, thậm chí quan trọng hơn chuyên môn nữa. Tư tưởng đó mà không muốn thắng là làm sao là thắng được. Còn cái này nó quyết chiến quyết thắng là nó thắng. Nhưng mà em có thêm cái ý tưởng đó luôn, là em thấy rằng là thế hệ trẻ và sau đó, thưa anh Sáu, là các em nó tự tin hơn, nó đi vào kỷ luật hơn, nó quyết tâm theo cái gì đó của chung hơn. Nó không có đặt cái quyền lợi hay là cái danh hiệu của cá nhân nhiều hơn, mà nó đặt cái quyền lợi của tập thể. Cho nên đó cũng là một cái may, là tức là giữa ông huấn luyện viên Park Hang-seo và các em có một cái sự phối hợp nhẹ nhàng, cho nên cái niềm tin đó là thắng đó, nó vững mạnh hơn. Và chính vì như vậy mới đưa đến trong 2 năm qua các em rất là lên tinh thần, và em cũng nhìn thấy và em hỗ trợ vô cùng cho cái chuyện này. Cái đó em nói là hoàn toàn đúng, không có khác gì hết. Tôi chi cho cùng là cái huấn luyện của ông không chỉ về chuyên môn mà còn tâm lý, tư tưởng. Ông làm cho anh em có cái tâm lý, cái tư tưởng tốt, đoàn kết cũng tốt hơn. Chứ nội bộ mà nó không đoàn kết cũng tốt hơn. Nhưng mà anh Sáu ơi, mình nói nhiều ít ít thôi, tại vì mai mốt á, hai cái kênh này á, bắt cóc hai anh em mình lên bình luận nó bóng đá nó thiệt. Mình bình luận thì mình thua, mình không giỏi gì cái bình luận đó. Đây nói chuyện với nhau đó. Thì mình nói, mình cho nên mình tôi thiên về cái trước hết là ông làm tư tưởng tốt đó. Dạ vâng. Tư tưởng tốt.
Chắc là những câu hỏi của anh Lân với lại anh Hùng cũng đã rất đầy đủ. Rồi cảm ơn. Vậy thì có lẽ trước khi chấm dứt thì ông nhân dịp cũng gần Tết rồi, ông cho cái lời chúc Tết tới mọi người, đặc biệt là những người Việt hay ngoại thưa ông. Tôi chỉ chúc cho tất cả mọi người ở trong nước, ngoài nước luôn luôn giàu giàu sức khỏe, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, mọi sự tốt lành. Đặc biệt với bà con ở nước ngoài đó, hãy tin về những gì đã diễn ra ở đất nước mình, đang hướng tới những cái phát triển tốt đẹp. Bà con cùng với nhau về đây để mà xây dựng quê hương, để một Việt Nam hùng cường sánh vai cùng với các nước trên thế giới. Cảm ơn ông rất nhiều ạ. Ông trước đây ông về đây ông thăm tôi, rồi ông quay clip, ông cũng lên cái clip này nhiều người biết rồi. Mấy hôm nay ông trở lại về thăm. Cái ông này có đẹp trai hơn nữa này. Đây là linh mục Riễn. Riễn, trai con giáo xứ hay là cha là? Dạ, con giáo xứ. Giáo xứ đâu vậy cha? Ở thành phố mới này. À vâng, dạ vâng. Như vậy là cha con như gần hàng xóm đây, là cha tới thăm ông chủ tịch đúng không? Vâng. Dạ vâng. Ông đó thì hay thăm và tặng rượu thánh. Dạ vâng nè. Đây cũng là cái duyên mới được biết anh Linh Mục Riễn ở đây. Dạ, tôi kể thêm dạ cho mấy anh em nghe nè. Hồi xưa ổng là giáo xứ trên cảnh dưỡng á, dạ, trên phú giáo. Thì trước ổng là có một ông linh mục lớn tuổi rồi. Dạ. Người miền Bắc phải không? Đinh Khắc Túc. À, Đinh Khắc Túc. Mà ông già rất thương, rất quý tụi tôi. Dạ. Nha. Bây giờ ông già mất đi. Là mỗi năm lễ giỗ đó, dạ, thì tụi tôi đều về tề tụ trên cái nhà ấy đó. Dạ, kính như. Dạ, dạ. Vậy hân hạnh được biết cha lúc nào có dịp. Cho nên bên ngoài nó nói là đối với tôn giáo thế này tới khác là nó nói trật. Có khi có một vài chuyện cụ thể nhưng mà đừng đó suy ra rằng. Đúng rồi, dạ. Đấy, bên đây nè. Tôi hậu tôi về làm bí thư thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ. Lần dỗ ông Túc đó, tôi rủ công an rồi tôi rủ linh mục rồi dưới thành phố Hồ Chí Minh nó có khi vài chục lên dự đám dỗ đó. Dạ, dạ. Để thấy rằng cái quan hệ với nhau nó hài hòa, dạ, nó thân thiết lắm. Dạ. Dạ. Một lần nữa đây ngay trong khuôn viên gia đình của ông Nguyễn Minh Chiết, chúng ta thấy mấy ông nào thích tôi tặng lại cho mấy ông là mới về mấy ông qua được linh mục tặng cho tôi và tôi tặng lại. Hùng đâu rồi, cho tặng Hùng. Cái này thiệp chúc Tết phải không? Rồi thiệp chúc Tết thì thôi bỏ chai rượu ông linh mục tặng cho nếu cần thì đó ông Nguyễn Minh Chiết, tặng lại cho khách ở đây. Dạ, rượu thánh tôi mới tặng chứ rượu thường không có tặng. Như vậy thì chúng ta vừa mới có một cái câu chuyện rất là hứng thú và thân mật ngay trong tư gia của ông Nguyễn Minh Chiết. Ông một lần nữa tiếp lại người quen cũ, luật sư Hoàng Duy Hùng từ Houston, Texas. Và bây giờ thì có lẽ là ông mời cơm mọi người, một cái buổi cơm gia đình ngay trong tư gia của ông.